Quà dành tặng cho em. Quà? Đôi giày cái. Dạ vâng, đây. Anh đi đôi dép này của em vào, nó sạch chân nhá. Rồi anh để em. Đánh kỹ rồi nhá. Chúng mày là hay chí cha chí chớn. Anh cứ yên tâm. Đánh thật kỹ rồi cho tao. Rồi. Không kỹ là tao không trả tiền đâu. Mày làm gì đấy? Mày điên à? Chắc là đôi giày này nó mất dạy với anh lắm. Cho nên anh mới bỏ tiền ra thuê em của anh nó đúng không? Anh yên tâm, em sẽ cho nó một bài học. Sao mày đánh giày tao? Em mượn anh thì. Mày chết nhá. Cả lớp nghỉ tại chỗ, tại khu vực 27. 15 phút nhá. Anh ạ, anh cho em hỏi làm thế nào để dạy cho con gái tập bơi. Em muốn dạy cho người yêu em ạ. Dạy cho người yêu cậu ạ? Nào, đứng ra đây. Đứng ra đây. Đứng đây. Để dạy cho con gái tập bơi phải có những bước cơ bản sau đây. Tay của cậu đạt được phần ngực. Sau đó để cho cô ấy nằm sấp ở mặt nước. Làm sao để cho phần miệng ngập xuống nước khoảng tầm 3 cm. Để khi mà cậu có làm gì mà cô hét lên không ai nghe thấy. Bên cạnh đó nhá, phần mông sẽ check một góc mỗi 75 độ ở dưới nước. Rồi phần chân sẽ hướng dẫn đạp theo hình chân ếch. Đấy, tất cả cơ bản là chỉ có như thế thôi. Này, đây là người yêu cậu à? Không ạ. Thế người yêu cậu đâu? Honey. Với trường hợp này ấy, đây, cậu chỉ cần tóc đi. Anh ơi, anh ra đây. Không. Anh ra đây. Đấy, cái thằng này được bộ nhỉ? Không. Đùa anh, ra đánh đôi giày đi cho lịch sự. Tao bảo mày là tao không đánh giày cơ mà. Tao có thù với tất cả những cái thằng đánh giày. Anh Giai cứ đùa em. Em mới gặp anh Giai lần đầu làm gì mà anh Giai thù em. Tao không thù riêng mày, mà tao thù tất cả những cái thằng nào làm đánh giày. Không, nhờ bọn ấy khác em. Em đánh đúng 10.000 thôi, sáng bóng luôn. Anh Giai đi lịch sự luôn. Thằng này mày lì thế nhờ. Vấn đề không phải là 10.000, mà là tao không thể đánh giày được. Vấn đề không phải là 10.000 đâu ạ. Đúng rồi, vấn đề không phải là 10.000. Em biết rồi, anh Giai cứ đùa em. Nào. Đấy, tao đánh đi. Tổng cộng là 32 thất đá, 15 thất đá, 2 củ chỏ.